đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và những lần đụng tạo hình với nhau. Triệu Lộ Tư khẳng định bản thân đã già, sẽ không nhận đóng phim Thanh Xuân Vườn Trường nữa. Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc tiếp tục bị cộng đồng mạng đem ra so sánh vì có tạo hình quá giống nhau. Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư có lẽ là hai nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngời sáng trong làng điện ảnh Hoa ngữ hiện nay. Tuy không có quá nhiều bộ phim đóng chung nhưng cả hai nàng mỹ nhân từng nhiều lần sánh vai trong cùng một khung hình. Điều này đã khiến cho cả hai liên tục bị cộng đồng mạng đặt lên bàn cân để so kè. Không ngoài dự đoán, hai dự án mới của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc lần lượt là Thần Ẩn và Trường Nguyệt Tẩn Minh cũng đã bị đưa ra so sánh. Cụ thể, vì chung một tạo hình sư là stylist Hoàng Vi, tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn thường được so sánh với Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẩn Minh. Tạo hình của hai mỹ nhân hoa ngữ này quả thật có nhiều điểm trùng hợp. Có thể thấy sự giống nhau của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc trong kiểu trang phục cổ trang hay kiểu tóc, thậm chí phong cách trang điểm cũng bị đánh giá là na ná nhau. Bên cạnh những bình luận tiêu cực, cũng có một bộ phận khán giả cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đây là dự án thuộc cấp S, dự kiến ghi hình trong khoảng 3 tháng. Nội dung phim được xem như là phần ngoại truyện của Thiên Cổ Quyết Trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ. Theo những thông tin đã được chia sẻ, Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm, Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn, Nguyên Khải. Trong khi đó, siêu phẩm cổ trang Trường Nguyệt Tẩn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hy đóng chính đã hoàn tất quá trình ghi hình và vẫn đang chờ phát sóng. Bộ phim được đánh giá là sẽ tạo ra cơn bão vì trước đó có nhiều chỉ số đánh giá cao hơn so với những bộ phim ăn khách đã lên sóng như Tinh Hà Sáng Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, hay Trầm Vụng Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghị. Mặc dù cả hai bộ phim đều chưa có lịch chiếu chính thức nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của những tác phẩm này, nhất là khi nó có sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc. Mới đây, chia sẻ của Triệu Lộ Tư hiện đang thu hút sự chú ý của công chúng. Là một trong những tiểu hoa thuộc lứa 95, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư đang ngày càng phất lên như diều gặp gió. Không chỉ có lưu lượng cao, cô nàng cũng liên tục gặt hái thành công trong mảng phim ảnh. Trước là Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn, Trường Ca Hành, sau lại có Tinh Hán Sáng Lạn chống lưng. Sau thành công của phim đóng cặp cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư tiếp tục tham gia hai dự án khác là Vụn Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn. Lần đầu vào vai nữ sinh trong Vụn Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng vẻ đẹp trong trẻo của cô nàng rất hợp đóng phim Thanh Xuân Vườn Trường. Nhưng cũng có ý kiến khẳng định Triệu Lộ Tư không hợp hình tượng nhân vật tang trĩ trong nguyên tác Vụn Trộm Không Thể Giấu. Mới đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ có một chia sẻ: "Tôi cảm thấy bản thân đã lớn tuổi nhưng có lẽ sau này tôi sẽ không nhận kịch bản Thanh Xuân Vườn Trường nữa. Ở các tác phẩm trước, tôi đã có dịp khoác lên bộ đồng phục học sinh như mơ ước." Gần đây nhất, Triệu Lộ Tư đảm nhận vai nữ sinh trong bộ phim Vụn Trộm Không Thể Giấu. Mỹ nhân chính ít đóng vai một học sinh cấp 3, có một mối tình đầu mộng mơ với nam thần học đường Trần Triết Viễn. Nữ diễn viên thường xuất hiện xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc buộc đuôi ngựa, để mái mang dậm không khí thanh xuân. Dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư rất hợp với đồng phục nữ sinh, gương mặt trẻ trung nên đóng vai học sinh cấp 3 không hề bị lố. Chia sẻ này của Triệu Lộ Tư đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô nàng vẫn còn trẻ, đóng phim Thanh Xuân Vườn Trường vẫn hợp, chỉ là nên chú ý phần chọn kịch bản nhiều hơn. Vẻ đẹp thanh thuần, ngọt ngào của Triệu Lộ Tư được khen ngợi rất hợp khi mặc đồng phục học sinh. Vụn Trộm Không Thể Giấu cũng được xếp vào danh sách những bộ phim đáng mong đợi vào năm sau. Hiện dự án phim Vụn Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã hoàn thành các cảnh quay và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Đàm Tùng Vận bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió khi quyết định hợp tác cùng tình cũ Bạch Lộc. Trong lứa tiểu sinh hoa ngữ hiện nay, Hứa Khải tuy không phải là người xuất sắc nhất, song đổi lại, tài nguyên của anh khá tốt, thường xuyên được hợp tác với các mỹ nhân nổi tiếng, địa vị cao, sương sương, có thể kể tới như Dương Mịch, Châu Đông Vũ, Cảnh Điềm, Bạch Lộc. Không chỉ riêng cư dân mạng nhìn ra điều đó, mà ngay tới các blogger xứ Trung cũng phải công nhận Hứa Khải chính là nam lưu lượng có số hưởng nhất CBiz. Đáng tiếc, dù tài nguyên dồi dào, nhiều người ao ước là vậy, lại có sự hậu thuẫn nhiệt tình của ông chủ Vu Chính, nhưng Hứa Khải vẫn mãi chưa thể bật lên được hàng sao hạng A hoặc trở thành đỉnh lưu. Các bộ phim anh từng tham gia trước kia như Định Luật 80-20 của Tình Yêu, Thiên Cổ Quyết Trần đều không đạt được hiệu ứng tốt như mong đợi, thậm chí còn bị ném đá tan nát. Ngoài kết hợp với chị Đại, Dương Mịch, Cảnh Điềm, Hứa Khải sắp tới sẽ nên duyên cùng một đàn chị nữa, đó là Đàm Tùng Vận, người vừa được Khốc Vân Ai công nhận là tiểu hoa xuất sắc nhất lứa 90 trong 5 năm qua. Trước thông tin này,
cư dân mạng lại không mấy đồng tình, ra sức phản đối. Sau đó, nhờ có sự can thiệp dư thừa của Vu Chính, câu chuyện lại càng trở nên căng thẳng hơn, khiến fan hai nhà Hứa Khải, Đàm Tùng Vận khẩu chiến dữ dội. Đa số các fan của Đàm Tùng Vận đều khuyên cô không nên nhận dự án này vì có quá nhiều rủi ro cả về nguyên tắc đạo nhái lẫn nam chính diễn dở. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đều là hai diễn viên có tiếng trong showbiz, vậy nên việc tranh phiên trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao là điều không thể tránh khỏi. Mới đây, có cư dân mạng đã bình luận trong bài viết của Vu Chính rằng Hứa Khải đang đi khắp nơi xé phiên vị trong dự án hợp tác cùng Đàm Tùng Vận. Ngay lập tức, vị biên kịch vàng đã đáp trả rằng chuyện phiên vị đã sớm định rồi. Vu Chính còn lần nữa khẳng định rằng diễn viên nổi lên nhờ diễn xuất chứ không phải phiên vị, chắc chắn gà nhà sẽ không thể đi xé phiên. Tiếp đó, ông chủ của Hứa Khải, Bạch Lộc còn cho biết bản thân rất thích Đàm Tùng Vận vì vậy nên rất muốn hợp tác cùng cô. Câu trả lời của Vu Chính ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đa số đều mỉa mai Vu Chính nói chuyện không biết ngượng, bởi lẽ so về thực tích và diễn xuất, Hứa Khải đều không có cửa so với Đàm Tùng Vận. Việc bình phiên rõ ràng là do phía Vu Chính giở trò. Kể từ sau khi nổi lên nhờ vai phụ trong Diên Hy Công Lược, Hứa Khải liên tiếp tham gia nhiều dự án nhưng thành tích chẳng mấy khả quan. Diễn xuất dở tệ chính là một trong những nhược điểm lớn của chàng tình cũ Bạch Lộc. Trong khi đó, các bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Đàm Tùng Vận lại được đánh giá khá cao. Cô nàng không chỉ có phim đề tài cổ trang, ngôn tình, gia đình được yêu mến mà diễn xuất cũng được nhiều khán giả công nhận. Rõ ràng so với Hứa Khải, Đàm Tùng Vận hoàn toàn có thể áp phiên trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Vương Nhất Bác bị blogger hơn 3 triệu follow, bóc phốt, nhan sắc thật ngoài đời. Nhan sắc Vương Nhất Bác ngoài đời liệu có gây thất vọng? Vừa qua, Vương Nhất Bác đã có mặt tại sự kiện The Women of the Year. Như thường lệ, sự xuất hiện của nam ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm và trông đợi từ người hâm mộ. Không lâu sau đó, nam blogger với hơn 3 triệu follow Trần Thải Ni đã có bài chia sẻ về Vương Nhất Bác sau khi có cơ hội gặp nam ca sĩ tại sự kiện này. Cụ thể, Trần Thải Ni cho biết nhan sắc của Vương Nhất Bác ở ngoài đời tinh xảo đến mức khiến anh tưởng rằng nam ca sĩ là một con búp bê Bejije, tên viết tắt của Bông Doi Đôn, loại búp bê với những khớp nối được làm thủ công với mức độ tinh xảo cấp cao, là đồ chơi của giới trẻ thượng lưu tại Trung Quốc. Đây là lần thứ hai tôi được gặp cậu ấy, từ đầu đến chân, cậu ấy toát lên khí chất của một quý công tử tuyệt thế vô song, ngũ quan trên gương mặt cậu ấy quả thật rất tinh xảo. Tôi nghĩ điều khiến Vương Nhất Bác khác biệt với những nghệ sĩ khác chính là nhan sắc cậu ấy ở ngoài đời xuất sắc gấp nhiều lần trên màn ảnh, Trần Thải Ni cho biết. Cũng chính vì sở hữu nhan sắc hoàn hảo nên mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Vương Nhất Bác đều để lại cho khán giả những khoảnh khắc trình diễn đã mắt. Chỉ cần ấn nút pause tại một khoảnh khắc bất kỳ sân khấu của Vương Nhất Bác là fan đã có ngay một bức ảnh rất xinh đẹp, rất tuyệt vời. Có thể nói, Vương Nhất Bác hiện tại là một ngôi sao vô cùng ăn khách tại thị trường Hoa ngữ và được người trong ngành rất yêu mến. Tần suất xuất hiện của anh chàng phủ sóng mạnh mẽ trên cả phim ảnh, game show và các sân khấu âm nhạc. Tiêu Chiến, Dương Tử làm được điều mà Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi không đạt được. Bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử và Tiêu Chiến thu về thành tích cực cao. Vào đầu năm nay, bộ phim Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn do Dương Tử và Tiêu Chiến đóng chính đã được lên sóng. Đặc biệt, màn chém City đỉnh cao của cặp đôi đã khiến dân tình không biết bao lần bấn loạn, thích thú. Tuy không bạo như kỳ vọng, song phim cũng gặt hái được rất nhiều thành tích ấn tượng. Mới đây, bộ phim này lại tiếp tục làm nên chuyện khi xác lập một thành tích cực khủng. Cụ thể, kết quả bình chọn top 10 bộ phim diễn viên của năm 2022 đã được công bố. Theo đó, Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn xuất sắc đứng ở vị trí số 1 với 376.823 phiếu. Dự án hợp tác đầu tay của Dương Tử, Tiêu Chiến cũng bỏ xa vị trí số 2 là Tinh Hán Sáng Lạng do Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư đóng chính với 67.755 phiếu. Chưa dừng lại ở đó, Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn còn giúp Dương Tử trở thành nữ chính tiêu biểu của năm 2022 với 149.606 phiếu. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh dù có hai phim lên sóng nhưng cũng chỉ ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm. Thành tích này của Dương Tử cũng đã chứng minh được sức hút của cô nàng trong dòng phim ngôn tình. Với vai nam chính trong Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn, Tiêu Chiến cũng trở thành nam diễn viên tiêu biểu của năm với số phiếu áp đảo là 415.108 phiếu. Trong khi đó, Thành Nghị, Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ lần lượt xếp ở vị trí thứ 2, 3, 4 trong bảng kết quả. Dù không phải một bộ phim quá xuất sắc thế nhưng Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn vẫn nhận được sự yêu thích lớn của công chúng. Trong phim, Dương Tử và Tiêu Chiến đã có màn hợp tác cực kỳ ấn tượng. Chem City của cặp đôi đỉnh đến mức liên tục vướng tin hẹn hò và khiến dân tình đẩy thuyền nhiệt tình. Tuy nhiên,
Sau đó không lâu cả hai lại phủ nhận chuyện yêu đương khiến nhiều fan không khỏi thất vọng.